Ngày 5 tháng 5, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, đang thụ lý điều tra vụ án loạn luân, phát hiện năm 2021 tại hộ bà Cao Thị Cúc, ngũ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Tư Hòa, tỉnh Long An. Đây là nơi tự xưng Tịnh Thất Bồng Lai, hay còn gọi là Thiên An bên bờ Vũ trụ. Để phục vụ công tác điều tra vụ án loạn luân, cơ quan an ninh điều tra ra quyết định truy tìm người có đặc điểm lai lịch là nữ, Lê Thanh Kỳ Duyên, sinh ngày 25 tháng 4 năm 1993 ngũ ấp lập thành, xã hòa khánh tây, huyện đức hòa, tỉnh long an. Cha lê tùng vân, mẹ lê thu vân. Theo quyết định, lê thanh kỳ duyên là người có liên quan vụ án hiện không rõ đang ở đâu nên cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra. Những ai biết thông tin nêu trên đề nghị thông báo cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an, địa chỉ 76 châu văn giác, phường 4, thành phố tân an, tỉnh long an, số điện thoại 0693 609 113 hoặc 084-272-8599, điều tra viên. Trước đó, Cơ quan An ninh Điều tra tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, ngũ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, về tội luận luân cho tài ngoại vì lý do sức khỏe. Trước đó vào ngày 3 tháng 11 năm 2023, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An tuyên án phạt bị cáo Lê Tùng Vân và các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai. Theo đó, bị cáo Lê Tùng Vân lĩnh án 5 năm tù, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương mỗi bị cáo 4 năm tù, Lê Thanh Nghị Nguyên 3 năm 6 tháng tù và Cao Thị Cúc 3 năm tù cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.